Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông và Cảnh sát Giao thông tiến hành thay biển báo và phân luồng cho lưu thông xe hai chiều đường Trương Nữ Dương, đoạn từ giao lộ đường 3 tháng 2 đến đường Tô Thị Quỳnh. Theo đó, cơ quan chức năng cũng cấm biển báo cấm đậu xe bên lề phải hướng từ đường Tô Thị Quỳnh vào. Đồng thời, cấm xe ô tô tải lưu thông từ hướng đường Phan Bội Châu, Tô Thị Quỳnh rẽ trái vào đường Trương Nữ Dương để tránh gây xung đột với xe ô tô từ đường Trương Nữ Dương ra đường Tô Thị Quỳnh. Như vậy, toàn tuyến đường Trương Nữ Dương, phương tiện tham gia giao thông được lưu thông hai chiều. Đường Trương Nữ Dương được nâng cấp mở rộng mặt đường 10m, đoạn từ cầu Phạm Thái Bường đến giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu. Đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ đường Tô Thị Quỳnh rộng 12m. Công trình nâng cấp mở rộng đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên Đán